Kính chào quý vị, rất cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh tin tức chuyên biệt của chúng tôi để cập nhật về những tin tức thời sự về an ninh, an toàn, dân sinh, cảnh báo đời sống cùng với những hoạt động của lực lượng chức năng bảo vệ trật tự trị an, phòng ngừa tội phạm trong suốt 24 giờ. Bản tin ngày hôm nay, Thu Trang sẽ có rất nhiều thông tin đáng chú ý gửi đến quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Clip nín thở xem cảnh cứu người phụ nữ nhảy sông. Hơn 7.700 nhà ngập lụt trong mưa lũ miền Trung. Áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây mưa dông mạnh. Chiến sĩ băng rừng đu dây vượt suối cứu hàng chục người trong lũ ở Quảng Ngãi. Hà Nội cháy lớn kèm theo tiếng nổ rất to trong đêm tại Long Biên. Tin đầu tiên, clip nín thở xem cảnh cứu người phụ nữ nhảy sông. Sáng ngày 12 tháng 10, tại cầu Serapop, ranh giới giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đã xảy ra vụ nghi nhảy cầu. Rất may, người phụ nữ đã được người dân giải cứu kịp thời. Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ chạy xe máy dựng xe trên cầu rồi nhảy xuống giữa dòng sông Serapop đang cuồn cuộn chảy. Do biết bơi nên khi nhảy xuống sông, người phụ nữ đã cầm cự được một lát rồi đuối sức. Phát hiện vụ việc, một người đàn ông đã lao ra giữa dòng sông rộng hàng trăm mét để cứu người. Lúc này, người đàn ông cầm một can nhựa bơi ra, ôm một người phụ nữ bơi vào bờ. Tuy nhiên, vừa phải bám vào can nhựa, vừa ôm người phụ nữ. Lòng sông rất rộng và nước chảy mạnh nên khi bơi vào gần bờ thì đuối sức. Thấy vậy, một số người dân đã nhảy xuống hỗ trợ đưa người phụ nữ lên bờ. Đoạn clip ghi lại cảnh cứu người được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Những người đứng xem không khỏi lo lắng, nín thở khi thấy người nhảy cứu xuống gần đuối sức và cảm phục trước hành động dũng cảm này. Được biết, sức khỏe của hai người hiện tạm ổn định. Tin tiếp theo, hơn 7.700 nhà ngập lụt trong mưa lũ miền Trung. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Tại tỉnh Quảng Nam, đã có 2 người bị thiệt mạng, 1 người mất tích. Đặc biệt, mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến lũ trên sông Thu Giang, sông Thu Bồn, sông Vệ và sông Trà Bồng có lũ vượt mức báo động 2, gây ngập lụt trên diện rộng. Đặc biệt, tại Quảng Nam, đã có 7.450 nhà dân ngập từ 0,5 đến 1,2 mét, tập trung ở các huyện Điện Bàn và thành phố Hội An. Thành phố Đà Nẵng có 185 nhà đang ngập từ 0,1 đến 0,4 mét, tập trung ở các xã Hòa Khương và xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Nước lũ dâng cao làm ngập 4 điểm đường giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tại Quảng Bình. Quảng Nam có 15 điểm quốc lộ bị ngập sâu, trong đó quốc lộ 14H có 4 điểm bị tắc do nước ngập ở 0,5 đến 1 mét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to. Tin tiếp theo, áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây mưa dông mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 1 giờ ngày 13 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,6 đến 14,6 độ Vĩ Bắc, 116,3 đến 118,3 độ Kinh Đông. Dự báo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm do vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới. Gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 11,5 đến 15,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 113,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến đầu tháng 11, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 2 đến 3 bão trên áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Mưa lũ còn diễn biến phức tạp ở các tỉnh miền Trung từ nay đến cuối năm. Tin tiếp theo, chiến sĩ băng rừng đu dây vượt suối cứu hàng chục người trong lũ ở Quảng Ngãi.
Muốn đến xóm núi, thôn Nước Lầy, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ phải băng qua nhiều đồi núi và sông suối. Xóm này có 8 hộ dân với 35 nhân khẩu. Những người trẻ đi làm xa nên trong nhóm chỉ còn 18 người già, trẻ em và phụ nữ. Ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tơ cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện nhận được thông tin khu vực xóm núi thôn Nước Lầy, xã Ba Ngạc có nguy cơ sạt lở, do đó cần di dời người dân ngay lập tức. Tuy nhiên, do địa bàn có mưa to, việc di dời người dân sẽ gặp nhiều khó khăn, nên huyện đã huy động cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hỗ trợ di dân vừa đảm bảo an toàn, vừa tránh được việc người dân tự ý qua sông suối. Lực lượng cứu hộ đã phải giăng dây để đu qua. Trong các ngày mùng 10-11 tháng 10, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã di dời tổ chức sơ tán 412 hộ dân với 1.129 khẩu trong vùng có nguy cơ bị ngập lụt và vùng nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Trong đợt mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã huy động 110 đồng chí giúp di dời tài sản khắc phục hậu quả, 40 đồng chí khắc phục sạt lở núi tại nhà máy thủy điện Cà Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, 102 dân quân chốt trên các tuyến đường bị ngập và sạt lở tại các huyện, thị xã, thành phố. Tin tiếp theo, Hà Nội cháy lớn kèm theo tiếng nổ rất to trong đêm tại Long Biên. Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà được sử dụng kho chứa nhiều vải và mì tôm. Ngọn lửa đỏ rực kèm theo khói đen bốc lên rất cao, khiến người dân xung quanh hoảng loạn. Khi phát hiện vụ cháy, nhiều người đã hô hoán đập cửa đang khóa chặt để gọi. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, rất may không có người bên trong. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn quận Long Biên và đội phòng cháy chữa cháy khu vực số 1 lập tức triển khai nhân lực cùng 5 xe chữa cháy đến hiện trường, tiến hành khoanh vùng và dập lửa. Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định điểm cháy là căn nhà diện tích khoảng 100m². Sau gần 1 giờ tích cực thực hiện các biện pháp dập lửa, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, chống cháy lan, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy và ghi nhận không thiệt hại về người. Tin tiếp theo, xét xử kẻ đóng đinh vào đầu cháu 3 tuổi ở Hà Nội. Hội đồng xét xử gồm 5 người, 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, Tránh Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính làm thẩm phán tại phiên tòa này. 2 kiểm sát viên tại Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2012, chị Nguyễn Thị Luyến, sinh năm 1995, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội, kết hôn với anh C, sinh năm 1984 và có 3 con chung, trong đó có cháu A, sinh ngày 18 tháng 2 năm 2018. Do mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống, nên một thời gian sau, hai người ly hôn, anh C nuôi 2 cháu, còn chị Luyến nuôi cháu A. Sau khi ly hôn, chị Luyến đã làm việc tại xưởng mộc nhà anh Nguyễn Hữu Thắng, sinh năm 1973, ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Trong thời gian làm việc tại đây, chị Luyến có quen biết và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Trung Huyên, là người đang làm việc tại xưởng mộc gần đó. Từ tháng 9 năm 2021 đến ngày 17 tháng 1 năm 2022, chị Luyến đưa cháu A đến thuê trọ ở cùng Huyên để chung sống như vợ chồng. Hàng ngày, Huyên và chị Luyến đi làm thuê tại xưởng gỗ và gửi cháu A tại một nhà gần đó để thuê trông giúp. Trong quá trình chung sống cùng mẹ con chị Luyến, Huyên thấy cháu A không nghe lời nên đã hành hạ nhiều lần và ra tay hãm hại cháu A để không phải nuôi dưỡng, không để cháu A làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Huyên và Luyến. Đỉnh điểm là sáng ngày 17 tháng 1 năm 2022, Huyên đã dùng quả tạ bằng bê tông bọc nhựa đóng liên tiếp 10 chiếc đinh nhỏ dài khoảng 2,1cm vào vùng xung quanh đỉnh đầu của cháu A, làm cháu A bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Hà Nội. Đến 22 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2022, cháu A đã thiệt mạng tại bệnh viện. Tin tiếp theo, Công an thành phố Hồ Chí Minh làm việc với người đăng tin sai sự thật, kêu gọi rút tiền tại SCB. Thông tin từ Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 12 làm việc với chị H, sinh năm 1981, ngụ quận 12, về hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải bài viết có nội dung kêu gọi người dân rút tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB. Bài đăng của bà H đã tạo tâm lý bất an đối với những người rút tiền gửi tiền tại ngân hàng này, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn thành phố.
Tại cơ quan công an, bà Hát đã thừa nhận hành vi soạn thảo, đăng tải thông tin trên là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngân hàng. Bà Hát đã tự xóa bỏ các thông tin trên và cam kết không tái phạm. Công an thành phố tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Tin tiếp theo, tín dụng đen Bình Phước cho vay với lãi suất lên đến 1.460% trên năm. Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa triệt phá 10 nhóm hoạt động tín dụng đen. Trước đó, công an đã nhận được đơn cầu cứu của nhiều người dân về việc bị các nhóm tín dụng đen liên tục chửi bới, đe dọa hành hung, khủng bố tinh thần để buộc phải trả các khoản vay với lãi suất quá cao. Sau 2 tuần điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài, huyện Trân Thành và huyện Đồng Phú. Công an các tỉnh Thanh Hóa, Đắk Nông, Lâm Đồng đồng loạt triển khai lực lượng triệt phá 10 nhóm tín dụng đen. 25 đối tượng hầu hết có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Thanh Hóa và Hải Phòng bị bắt giữ. Cơ quan công an xác định các nhóm đối tượng thường cho vay góp với số tiền từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng với mức lãi suất từ 365% trên năm đến 1.460% trên năm. Khi người vay không có tiền trả hoặc trả chậm, nhóm đối tượng này đã gọi điện hăm dọa, theo dõi, thường xuyên túc trực tại nhà riêng hoặc các nơi làm việc của họ để gây ồn ào, dùng vũ lực hung khí để đòi nợ, đe dọa sẽ hành hung nếu báo công an và nói rằng sẽ lo lót hết cho công an để người dân sợ không dám đi trình báo và hợp tác với các cơ quan chức năng. Tổng số tiền các đối tượng đã cho vay là gần 9,4 tỷ với 584 người vay và 1.752 lượt vay. Tổng số tiền thu lợi bất chính lên tới 3,2 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc liên quan tới các nhóm tín dụng đen. Tin tiếp theo, phá hoại hàng loạt tượng Phật trong chùa vì không được thần linh phù hộ. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc vừa phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Văn Hoạch, sinh năm 1983 ở thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Quá trình điều tra ban đầu xác định, Hoạch là đối tượng nghiện rượu, thường xuyên sống lang thang ở các địa phương khác nhau. Đêm ngày 2 tháng 10, Hoạch một mình đi bộ đến chùa Trầm Long ở thôn Đồng Tâm, xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô và ngủ lại ngoài thềm của chùa. Cảm thấy cuộc sống bế tắc, nghèo khổ, cho rằng mình không được các đấng thần linh phù hộ, nên Hoạch đã phá hoại cửa chính của chùa, dùng một hung khí tông vào phá hoại các bức tượng Phật bằng xi măng trong chùa, làm hư hỏng 11 bức tượng lớn nhỏ. Tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 17 triệu đồng. Tin tiếp theo, xác định nghi phạm lấy mạng người, nhét thi hài và vali ở Nha Trang. Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau hơn 2 năm rưỡi điều tra, cảnh sát đã xác định được hung thủ lấy mạng người, giấu nạn nhân trong vali xảy ra ngày 27 tháng 3 năm 2020 tại khu vực rừng núi thuộc tổ 14 Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Nghi phạm gây án là Bùi Cao Sơn, 28 tuổi, đang tạm giam tại trại giam công an tỉnh Khánh Hòa về hành vi trộm cắp tài sản. Còn nạn nhân là ông Hồ Quốc Bảo, 36 tuổi, ngụ tại thành phố Nha Trang. Kết quả điều tra xác định, năm 2019, Bùi Cao Sơn hẹn gặp ông Hồ Quốc Bảo đến căn hộ ở khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, thành phố Nha Trang để giải quyết nợ nần. Do không có tiền trả, Sơn cùng với Alexan, 36 tuổi, quốc tịch Nga, đã xuất cảnh về nước năm 2019, hành hung ông Bảo đến thiệt mạng. Sau khi gây án, cả hai dùng một vali lớn nhét thi hài của ông Bảo vào trong, lấy quần áo rèm cửa sổ quấn lại, rồi sử dụng xe máy chở đến khu vực Bãi Tiên để ném. Trước đó, ngày 27 tháng 3 năm 2020, một người đi làm dẫy thấy chiếc vali được quấn chặt bằng băng keo giấu trong bụi rậm, cách đường Phạm Văn Đồng khoảng 10 mét. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa mở vali thì thấy bên trong là thi hài đang phân hủy. Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định thi hài là nam giới khoảng 25 tuổi, có chiều cao khoảng 1m65 đến 1m7. Ở vùng bện trái có hình xăm không xác định được. Thi hài đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, không còn nguyên hình dạng. Đến thời điểm phát hiện, nạn nhân đã mất khoảng 6 tháng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin kênh tin tức chuyên biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Mời quý vị lựa chọn những clip đang hiện trên màn hình để không bỏ lỡ những tin tức cập nhật về an ninh, an toàn, dân sinh, cảnh báo đời sống trong suốt 24 giờ.
Đừng quên like, share, đăng ký kênh để Thu Trang luôn được gặp gỡ, phục vụ quý vị với những thông tin hữu ích nhất. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị.